hôm nay chúng ta học với đề tài là sống khiêm nhường với những người chung quanh ai trong chúng ta cũng biết khiêm nhường đó là một cái cách sống rất là hay rất là quý mà ngay cả xã hội bên ngoài người ta cũng đề cao người ta cũng cố gắng để kêu gọi một cuộc đời khiêm nhường bởi vì xã hội này người ta thường có cái kiểu là cá lớn ăn cá bé rồi dẫm đạp lẫn nhau ai lớn hơn mạnh hơn thì thắng thôi cho nên chúng ta sẽ thấy vẫn có rất nhiều người nỗ lực để kêu gọi sống khiêm nhường do vậy chúng ta cảm ơn chúa vì lời của chúa và chúa của chúng ta à, dạy chúng ta bài học về sự khiêm nhường rất là ý nghĩa và rất là quan trọng trong kinh thánh sự khiêm nhường được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần ở trong mi chê đoạn 6 câu 8 đây là câu kinh thánh mà nó rất là ấn tượng bởi vì nói rất là rõ hỡi người ngài đã tỏ cho người điều gì là thiện cái điều mà đức giê va đòi ngươi À, chúng ta thấy chữ đòi ngươi bắt ngươi phải làm muốn ngươi phải có đó là gì đó là làm sự công bình ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường bước đi cách khiêm nhường với đức chúa trời vân vân rồi chúng ta cũng thấy trong Matthew đoạn 11 câu 29 Chính Chúa Giêsu Ngài cũng nói với tất cả những người ở xung quanh Ngài rằng Ta có lòng như mì khiêm nhường Nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta Thì linh hồn các ngươi được yên nghỉ Cho nên cái sự khiêm nhường đó rất là quan trọng Và nó rất là rộng Nếu mà chúng ta phân tích về sự khiêm nhường Thì chỉ một buổi sáng Chỉ một lễ hoặc hai lễ Cũng không đủ để nói hết bởi vì chúng ta thấy ngay cả cuộc đời của Chúa Giêsu, Chúa nói về sự khiêm nhường rất nhiều lần Ở trong cái những hoàn cảnh khác nhau Cho nên nó gỡ gắm đến chúng ta những thông điệp Vì vậy chúng ta không thể nói hết được Nhưng chúng ta sẽ cố gắng Để chúng ta có một cái nhìn tương đối đủ Để áp dụng trong bước đường theo Chúa Có ba điều mà sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng học về sự khiêm nhường hay nói cách khác đó là khiêm nhường với mọi người chung quanh. Chúng ta biết rõ rồi, cái từ chung quanh ở đây nó không chỉ là nói về những người chúng ta quý trọng. Nếu là những người quý trọng chúng ta khiêm nhường đó là chuyện bình thường. Những cái những cái chữ khiêm nhường ở đây những cái chữ khiêm nhường ở đây chung quanh ở đây mọi người chung quanh ở đây đó là chỉ về tất cả mọi người chỉ về tất cả mọi người tín đồ lẫn những người chưa tin chúa từ những bậc cao tuổi những người lớn tuổi cho đến cả những em bé nhỏ nữa và chúa dạy chúng ta khiêm nhường với những người chúng ta thương lẫn những người chúng ta ghét Cho nên cái từ chung quanh đó là tất cả Chung quanh đó là tất cả Cảm ơn anh Điều thứ nhất mà chúng ta suy nghĩ buổi sáng hôm nay Đó là lý do phải khiêm nhường Tại sao tôi phải khiêm nhường với những người chung quanh Tôi không khiêm nhường với những người chung quanh được không Có cần thiết không Thưa quý con gái chúa, cần. Bởi vì ít nhất có hai lý do mà chúng ta sẽ học trong buổi sáng hôm nay cái thứ nhất khi chúng ta sống khiêm nhường tức là chúng ta chứng tỏ cho mọi người biết rằng và chứng tỏ cho chính mình biết rằng chúng ta có chúa không chỉ là có chúa mà là chúa đang chiếm hữu ở trong cuộc đời của chúng ta tôi xin nhắc lại đó là khi chúng ta sống khiêm nhường mà khiêm nhường được với mọi người chung quanh bao gồm người lớn lẫn người nhỏ những em bé nhỏ khiêm nhường cả những người cao tuổi lẫn những người nhỏ tuổi khiêm nhường với những người chúng ta thương lẫn những người chúng ta ghét khiêm nhường với tất cả mọi người mà chúng ta khiêm nhường được thì đó chính là một cái bằng chứng để chứng tỏ rằng chúng ta có chúa và chúa chiếm hữu Giống như chú dạy đó Chúng ta thương những người chúng ta thương á, thì dễ rồi Thương những người chúng ta ghét mà là khó Chúng ta hạ mình Chúng ta khiêm nhường với những người chúng ta tôn trọng Những người cao tuổi đó là chuyện Làm được Bị được dạy từ nhỏ rồi Còn nếu không á, Thì nó có gọi dạng hư rồi Chúng ta không nói nhưng khiêm nhường với những người cao tuổi Những người mà chúng ta quý trọng là chuyện bình thường dù nguyên kiếm nhiều với cả những người Chúng ta cảm thấy dơ bẩn, cảm thấy ghen ghét Cảm thấy kinh bỉ Cảm thấy rằng không có xứng đáng Mà chúng ta vẫn kiếm nhường được Thì đó phải là một cái bằng Một người thực sự là có Chúa Và Chúa chiếm hữu Vậy nếu ai ở trong đánh rít Thì nấy là người dừng nên mới Những sự cũ qua đi Ngày mọi sự đều trở nên mới Chỉ có những người nào thực sự có Chúa Chúa chiếm hữu thì người đó mới có thể biến đổi hoàn toàn cái mọi cái sở thích quan điểm cách sống và cả con người của mình thì mới có thể không khiêm nhường được với tất cả mọi người chung quanh chúng ta rất khó để chúng ta khiêm nhường được với mọi người khi ra đường lộn xộn đông đúc ồn ào náo nhiệt khi ra đường gặp những người không nói gì hết gặp những người nghèo nàn, lạc hậu, dơ bẩn, chúng ta rất khó để đòi, chúng ta đang một cái gì đó rất là đẹp để cao trọng, mà bây giờ tôi phải khiêm nhường hạ mình với những người đó sao? rất khó, rất khó. Mà tôi xin thưa quý vị, cái lát mà chúng ta sọc, cái ý nghĩa của sự khiêm nhường đó là chúng ta có thể là à, cho mọi người thấy tôi khiêm nhường, nhưng thực sự khiêm nhường đó lại là chuyện khác mà cái đó mới là khó. Cho nên khi chúng ta sống khiêm nhường, đó là bằng chứng để chúng ta chứng tỏ rằng chúng ta thực sự có Chúa và Chúa đang chiếm hữu cuộc đời của mình. Tôi nghĩ rằng những người hầu việc Chúa, những người lãnh đạo trong hội thánh, có chức vụ trong hội thánh, những nhân sự trong hội thánh, những người làm chủ trong gia đình phải là những người có một đời sống khiêm nhường để những người chung quanh để những bài chiên nhỏ của Chúa càng một tấm gương để bắt chước thì họ nhìn thấy được người cha người mẹ ông bà anh chị của mình những người lãnh đạo trong hội thánh của mình là những người sống khiêm nhường và từ cái khiêm nhường đó nó dẫn tới yêu thương dẫn tới tha thứ dẫn tới hiệp một và dẫn tới rất là nhiều điều khiêm nhường nó sẽ khiến chúng ta biết chịu khó học tập khiêm nhường rất là tuyệt vời nó sẽ là một cái sự khởi đầu để dẫn tới những điều tốt đẹp tiếp theo cho nên khiêm nhường đó là bài học đầu tiên mà chúng ta phải học để rồi từ đó nó sẽ dẫn tới những cái bài học khác một cách rất là tự nhiên một cách rất là tự nhiên chúng ta có thể ngồi để học được học được trang bị nhưng chúng ta có thể học từ những người chung quanh trong cách sống hàng ngày và nếu chúng ta khiêm nhường chúng ta sẽ học được những cái điều đó cho nên đó là lý do tại sao mà Chúa mới nói là cái điều mà ta đòi ngươi đó là cuối cùng là Chúa nói gì ba điều mà trong cái điều thứ ba cuối cùng Chúa lại nói, nói là sống khiêm nhường và lý do thứ hai chúng ta phải sống khiêm nhường đó là khi chúng ta sống khiêm nhường thì đó sẽ là phương cách để chúng ta sống kết quả như khi nãy tôi nói với quý ông bà anh chị em khi chúng ta sống khiêm nhường đó sẽ là một cái cách đó sẽ là một sự khởi đầu để dẫn tới một đời sống kết quả dẫn tới một đời sống kết quả chúng ta thấy những người lãnh đạo đây Lãnh đạo mới gọi là tuyệt vời trên thế giới Họ đều là những người khiêm nhượng Tôi rất thích ông Gandhi Ông Gandhi đó Có một cái câu chuyện nó buồn Liên quan tới hội thánh của Chúa Là khi đó ông bước vào nhà thờ Ông muốn tin Chúa Tìm hiểu về Chúa Nhưng bị những người da trắng đó, Họ không có tiếp ông Cho nên là Ông mới nói rằng nếu mà tôi ra khỏi Nhà thờ này tôi ra luôn đó nha là tôi đi lung không bao giờ tôi quay lại và cuối cùng họ vẫn mời ông ra để đến những nơi khác dành thiên da màu chúng ta thấy một cái đời sống không khiêm nhường thì đó là như vậy đó họ chỉ chơi với những người giá tránh thôi họ không chấp nhận những người như vậy vậy tình yêu ở đâu hạ mình ở đâu những cái đó nó mất hết khi không có sự khiêm nhường cho nên ông nên đi, ông rời đi và ông trở nên một người lãnh đạo tuyệt vời và nhưng mà cái điểm rất tuyệt vời ở ông đó là ông là một người sống rất khiêm nhường. Chúng ta thấy trong mát đội chiến từ câu 33 đến câu 36, Xin uh, quý con gái Chúa mở ra trong mát đội chiến câu 33 đến câu 36 thì uh, chúng ta thấy đây là cái vấn đề của những môn đồ. Và đây là cái vấn đề của những môn đồ. Các môn đồ họ đi theo Chúa. Nhưng mà họ có để lại những cái ồn ào chung quanh Chúa và khiến Chúa rất là mệt mỏi. Đó là chuyện gì? Đó là họ tranh cạnh với nhau ai hơn ai. Họ cứ hơn thua. Cho nên Chúa mới nói rằng ai muốn làm đầu thì phải làm rốt làm tôi tớ rồi chúa đem một em bé tới chúa nói là các ngươi phải trở nên như cái em bé này đẹp thì đó mới là điều tốt đẹp thì chúng mới nói là lớn hơn hết trong nước tiên đàng ở trong Matthew đoạn 8 từ câu 1 đến câu 4 cũng như vậy Matthew 18 từ câu 1 đến Thì thưa quý con cái của Chúa, cái việc mà kiêu ngạo không khiêm nhường nó sẽ để lại những cái ồn ào không cần thiết. Và rồi nó sẽ dẫn đến những cái ồn ào khủng khiếp ngăn trở công việc nhà của Chúa. Vì vậy, Chúa đã nói đi nói lại cái điều này rất nhiều lần với các môn đồ. không có được cái gì hết á nếu chúng ta sống không kiên nhường cuối cùng lại nó chẳng được cái gì hết trơn. chúng ta biết trong Roma 14 15 Phaolô ông nói rằng hội thánh của Chúa cái đặc thù của hội thánh được xây dựng bởi cái gì bởi sự hòa bình bình an nhưng nếu như một hội thánh mà không có sự khiêm nhường thì rồi nó sẽ có những sự chia rẽ xung đột ồn ào và ngăn trở sự phát triển hội thánh cuối cùng chẳng được gì hết đó. các sứ đồ các môn đồ theo chúa bao nhiêu năm mà bởi vì họ không khiêm nhường họ cứ muốn rằng hơn người này hơn người kia rồi về họ nói với cả gia đình của họ kéo tới để mà nói với chúa rằng phải cho con tôi lớn hơn những người khác chúng ta thấy không cái sự mà không khiêm nhường đó, nó ảnh hưởng rất là khủng khiếp tới những người khác và nó lôi kéo lôi kéo để tạo ra những cái chia rẽ trong cộng đồng của Chúa. Cho nên chúng ta tưởng rằng chúng ta đang làm đúng cuối cùng làm sai. Làm đúng cuối cùng làm sai. Chúng ta nhớ hội thánh lao đi xe ở trong khải Huyền. Chúa nói như thế này. Các ngươi thì nói rằng ta giàu, ta giàu có rồi. Nhưng mà Chúa nói rằng nhưng ta nói cho các ngươi. Các ngươi khốn khổ và và nghèo ngặt đuôi mù và lóa lộn cái ý nghĩa của nghèo ngặt đuôi mù và lóa lộn có nghĩa rằng nghèo mà không biết mình nghèo sai mà tưởng là mình đúng cho nên có nhiều tập thể nhiều con cái chú nhiều hội thánh sai rõ mồn một, một sai vô cùng sai vậy đó mà tưởng mình đang làm điều đúng cho nên xin Chúa cho chúng ta khiêm nhường để chúng ta thấy được cái sai của mình để sửa lại để sống đẹp lòng Chúa và đem đến kết quả ở trong hội thánh, trong gia đình vân vân. Cái sự khiêm nhường nó tuyệt vời lắm, ưa quý ông bà anh chị em. Nếu một người chồng khiêm nhường sẽ gìn giữ gia đình của mình. Một người vợ khiêm nhường sẽ giành giữ gia đình của mình một người lãnh đạo một người có chức vụ khiêm nhường sẽ ảnh hưởng rất tích cực ở trên hội thánh một người rất đầy ơn rất giỏi mà lại khiêm nhường thì phải nói là một tấm gương tuyệt vời ở trong hội thánh có một câu chuyện kể về một người nghèo khó ở tại ba tư ông được nhà vua rất yêu quý có lẽ là vì một người bạn một mối quan hệ nào đó nhưng rất tiếc một người thì làm vua một người thì làm nông bình thường nghèo khó nhưng họ vẫn giữ cái tình bạn đó rồi sau một thời gian nhà vua thấy cái người nông dân này rất là thông minh nhưng cái đặc biệt đó là có một đời sống rất là tốt đẹp cho nên đã đề bạc lăng lằng, cuối cùng lên làm đại tướng. thì sau một thời gian thì có rất nhiều người cảm thấy không phục, cho nên mới nói riêng với nhà vua, giống như, như Daniel vậy đó. nói riêng với nhà vua là chúng tôi tin chắc rằng cái người này chắc chắn có vấn đề. chúng tôi không phục khi mà một người như vậy mà được vua đề bạc lên làm tế tướng. nhà vua nói vậy thì các ngươi hãy tìm hiểu đi, xem thử vị đại tướng của chúng ta có điều gì sai lầm không và rồi những người đó họ mới ngày đêm mặc phục theo dõi thì họ thấy rằng ông tể tướng này có một cái căn phòng nó có một cái căn phòng nhỏ trong cái nhà của ông ấy mà cái vị tể tướng này cứ hay đi vào cái căn phòng đó lắm cứ hay đi vào căn phòng đó rồi đi ra với một cái niềm vui lắm thì họ, họ cho rằng chắc chắn trong cái phòng này nó chứa cái gì đó mờ ám sau lưng vua giữ tiền giữ cuối gì đó cho nên họ mới báo vua vua rất là buồn vua mới châu vương lính tới khám xét khi họ bước vào cùng với vị đại tướng vua cùng với vị đại tướng và những người quan nó bước vào thì trong căn phòng nó không có gì hết trơn á nó chỉ có hai vật thôi một là cái áo mơ một là đôi dép rất là cũ thì vị vua nó bất bất ngờ lắm thì mới hỏi đại tướng là như như vậy là sao thì vị đại tướng mới nói vua rằng thưa vua trong phòng này chỉ có hai vật thôi đó là đôi dép và cái áo mà tôi mặc trước khi tôi được vua đưa vào triều đình để phục vụ ngài Tôi giữ là hai cái vật này để mỗi lần tôi khó mỗi lần có một cái vấn đề gì đó trong cuộc sống nó muốn tôi nó khiến tôi phải làm sai buồn bã hay là căng thẳng gì đó thì tôi bước vào đây để tôi nhìn vào cái căn nhìn vào hai cái vật này để nhắc cho tôi nhớ lại tôi vốn là người như thế nào và tôi đã được vua yêu thương và quý trọng đó làm sao để rồi tôi sống tôi xứng đáng với những gì mà vua đã ban cho vua nghe đến vậy vua rất cảm động thưa quý con gái của chúa chúng ta sống khiêm nhường là để chúng ta nhìn thấy có thể bước mắt lên để mà nhìn thấy những gì chúa đã làm nhìn xuống để thấy những gì chúa đã làm để mà chúng ta cảm ơn chúa vì những gì chúa đã ban cho để rồi chúng ta nói với lòng của mình rằng phải sống xứng đáng với những gì Chúa đã làm. Chúa cứu gia đình chúng ta làm sao? Chúa cứu bản thân chúng ta làm sao? Chúa kiên nhẫn với chúng ta như thế nào? Thì chúng ta cũng phải kiên nhẫn với anh em như vậy, yêu thương với anh em như vậy. Cho nên cái sự khiên nhường cực kỳ là quan trọng. Đó là sự khởi đầu, đó là sự mở đầu, đó là phương cách để giúp chúng ta sống yêu thương, chân thành, hết lòng, hiệp một, tha thứ, vân vân, thánh khiết. Nói tóm lại là sống kết quả cho Chúa và cho mọi người. Điều thứ hai mà chúng ta suy nghĩ ở đây. Vậy thì sự khiêm nhường có nghĩa là gì? Vậy sự khiêm nhường có nghĩa là gì? Có thể nói là sự khiêm nhường có hai điều nó tạo nên cái sự khiêm nhường. Mà người ta hay ghép hai cái từ này lại với nhau. Và chúng ta có thể tìm hiểu theo cái cách này đi. Đó là khiêm tốn và nhường nhịn. Hai cái này nó cộng lại. Nó tạo chúng ta hình ảnh của một người khiêm nhường. Khiêm tốn và nhường nhìn khiêm tốn có nghĩa là gì khiêm tốn có nghĩa là coi người khác tôn trọng hơn mình à, chúng ta thấy rõ ràng trong Philip đoạn 2 có nói đó chúng ta cũng mở ra trong Philip lại đoạn 2 đi chúng ta thấy là bản thân ông Phaolô ông cũng đã nói rất rõ về cái ý nghĩa của sự sự khiêm nhường rồi Philip đoạn 2 à. Câu 3 Chớ làm sự chi vì lòng tranh cành hoặc vì hư vinh Nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình Cho nên cái từ khiêm tốn Có nghĩa là chúng ta có cảm giác khiêm tốn là Một sự hạ mình, một sự cúi đầu Thì khiêm tốn có nghĩa là coi người khác tôn trọng hơn mình cách thành thật chúng ta nói thì phải cho đủ nghĩa chúng ta hạ mình chúng ta coi người khác tôn trọng hơn mình cách thành thật dù họ không xứng đáng dù họ không bằng chúng ta nhưng phải thêm một ý nhỏ nữa đó là với thái độ lịch sự và lễ phép khiêm tốn có nghĩa là như vậy hạ mình coi người khác tôn trọng hơn mình cách thành thật với thái độ lịch sử và lễ phép chúng ta thấy cái cách mà Chúa Giêsu rửa chân các môn đồ rất thành thật bởi vì đó là cách Chúa đang dạy bài học Của sự khiêm nhường Cho và yêu thương Cho mọi người Chúa làm điều đó bằng cả trái tim Của mình Và cách Chúa làm rất là Chuẩn Cách Chúa làm rất là đúng Nó không phải là Làm cho có Không phải là làm cho người ta thấy Không phải là làm đại đại Nhưng những từng cái cách mà Chúa khoác cái áo cột lại lấy cái thau nước rồi Chúa cúi xuống cho rửa chân từng người từng người đó là một cái sự chuẩn bị đó là một cái sự thành thật và đó là một cái sự lịch sự của Chúa đối với những người không đáng để Chúa làm bởi vì rõ ràng Chúa biết họ là người như thế nào cho nên đó là cái điều khó lắm khi nhường nó khó lắm các anh chị khó là cái chỗ đó đó hạ mình với những người không xứng đáng nhưng phải thành thật nha và phải lịch sự lễ độ lễ phép tôi nhớ đến cố mục sư nguyễn xuân vọng khi uh, cố mục sư nguyễn xuân vọng là ba của một sư nguyễn xuân sanh đó ủy viên một vụ của chúng ta đây tại đà nẵng tôi cũng là người đà nẵng tôi cũng là cháu của cụ luôn <laughs> nhưng không phải tôi kể để tôi khen cụ đâu nhưng mà đây là một câu chuyện của các đầy tới Chúa kể lại. Thì một sư Nguyễn Xuân Vọng lúc bây giờ ông già lắm rồi, ông nằm trên giường bệnh. Và khi đó thì một sư Lê Câu Quý là con rể, ông đi thăm có một mình à. Nhưng mà ông đi thăm với tư cách là đại diện cho thường trực tổng liên hội. Thì khi một sư Lê Câu Quý vừa bước vào, thì một sư Nguyễn Xuân Vọng, ông đang nằm, ông mệt lắm. Nhưng ông liền ngồi dậy đứng thẳng lên cúi đầu chào một sư lê quý nói dạ ba ơi ba cứ nằm ông nói dạ không đại tới chúa đại diện thường trực tổng liên hội đến thăm đặc là quý tôi trân trọng cảm ơn và kính chào một sư đó là một điều mà các đại tới chúa cứ hay kể lại cái câu chuyện đó của những người đi trước đã về với chúa nhưng để lại cái tấm gương của sự khiêm nhường hạ mình với mọi người rất dù lịch nó chỉ là một cái câu chuyện một cái gì đó rất là nhỏ nhưng đó là một cái sự khiêm nhường nó rất là thành thật và rất là lịch sự và lễ độ. Tôi còn nhớ khi tôi cỡ ở ngoài miền Trung á hay nghe kể lại những người ở Quảng Nam, những người ở các cụ hồi xưa đó Mỗi khi đi ngang qua các đầy tới chúa Thì ai cũng phải cúi đầu hết trơn Mỗi lần các cụ, các ông, các bà Mà đi ngang qua một sư đang nói chuyện Với các chấp sự hay một sư đang đứng nói chuyện Là các cụ cúi đầu các cụ đi ngang qua Đó cũng là một cái hình ảnh thoáng qua Nhưng mà Đó rất là tuyệt vời Xin Chúa cho chúng ta thực sự khiêm tốn Với một sự thành thật Và lịch sự lễ độ như vậy Tôi nói cái thử thành thật Là vì tôi nhớ đến cái câu chuyện Mà cái thảm, welcome Một sư Ngô Văn Bửu hay kể đó Biết quý vị còn nhớ không Đó là cái thảm đó một nó có cái chữ Welcome Ai tới cũng đạp lên đó Lấy cái chân quét 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 Quẹt 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 lên cái thảm đó có một rồi có một ngày có một người bị chảy máu chân nguyên nhân là sao trong cái thảm nó có cái kim trong cái thảm nó có cái kim anh quẹt thì cứ quẹt nhưng mà rồi sẽ có một ngày cái kim loại ra đâm lũng chân anh đó. cho nên phải thành thật chứ đừng có hình thức để rồi ghim trong đó là một cái sự khó chịu bực bội cái ý nghĩa thứ hai đó là nhường nhịn nhường nhịn khiêm nhường mà có nghĩa là khiêm cung hạ mình nhưng mà nhường nhịn có nghĩa là không tranh cạnh hay là đi tìm cái lợi chỉ tìm cái lợi cho mình nhưng phải đem lại lợi ích cho những người khác nhường nhịn là như vậy có nghĩa là không có tranh cạnh không chỉ tìm cái lợi ích cho riêng mình nhưng phải cố gắng và ưu tiên để tìm và đem lại lợi ích cho người khác đó là nhường nhìn. chúng ta thấy là ngay cả trong cuộc đời Chúa Giêsu cũng vậy có mấy lần có mấy có có lần một môn đồ Chúa nói Chúa ơi có mấy người đó họ mạo họ lấy danh Chúa để họ giảng dạy làm bắt tem đó thì thường thì chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu khi ai đó lợi dụng mình lấy mình để làm ý nghĩa gì đó thì chú nói nha không sao à nếu đó là mục đích tốt đẹp rồi có những lúc chú bị những người tại thành lazarès quê hương của chú đuổi chú đi chú cũng nhường à không có tranh cạnh vắng vắng cho nên chúng ta thấy cái hình ảnh của chú rất là tuyệt vời abraham cũng vậy khi ông đi ông lót Ông đòi cái chỗ tốt đẹp Và Abraham cũng như à Tôi nghĩ ông Abraham cũng có chút buồn chứ Vì ông cháu của mình này ông, ông cháu cháu mình cũng kỳ quá Ông thấy chỗ ngon Ông vô ông mất mắt à. Để cho ông, ông lớn tuổi này Là tiếp tục đi trong sa mạc vậy đó Nhưng mà rồi thôi Nhường nhịn Và rồi tiếp tục đi Trong sự giảng dắt của Chúa cho nên khiêm nhường là như vậy thôi có nghĩa là khiêm tốn và nhường nhịn khiêm tốn có nghĩa là hạ mình coi người khác như tôn trọng nhưng phải thành thật rất thành thật khiêm tốn thật sự chúng ta hạ mình thật sự coi người khác tôn trọng thật sự với thái độ lịch sự và lễ phép và rồi chúng ta nhường nhịn có nghĩa là không tranh giành không hơn thua nhưng mà chúng ta đem lại lợi ích cho người khác cái đó gọi là khiêm nhường cái điều thứ ba chúng ta học ở đây đó là học qua cái gương của Chúa Giêsu, cách khiêm nhường với người chung quanh của Chúa Giêsu. Có ba điều mà tôi xin nói ở đây và đây là những điều chúng ta quen thuộc rồi, cho nên tôi xin phải nói nhanh. Tôi cũng không bắt đầu nó cũng rồi cái thứ nhất đó là chúng ta để ý ha từ trong Philip đoạn 2 và những câu sau đó hãy có đồng một tâm tình như đấng Christ đã có ngày vốn có hình Đức Chúa Trời, Xong chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, văn phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. À, chúng ta để ý những câu đó ha, câu đó quen thuộc lắm. Vậy thì Chúa Giêsu khi nhường như thế nào? Có ba điểm mà chúng ta thấy trong cái cách khiêm nhường của Chúa Giêsu đó là ngài trở nên như bao người. Và rõ rõ rằng kinh Chúa Phaolô ông nói rằng ngài tự bỏ mình đi. Rồi gì đó Tự hạ mình xuống. Có nghĩa là ngài không coi mình đặt để vị trí của mình như là một đức Chúa Trời để nhìn xuống để chỉ rõ. Như người tự bỏ cái vị trí đó để thả mình xuống trở nên như con người với hình ảnh của một con người để rồi cũng phải làm lộn chịu đói chịu khó chịu đánh đập chịu chết như bao nhiêu người đó là một cái điểm mà chúng ta phải chú ý thưa quý con cái của chúa trở nên như bao nhiêu người và khi chúa Giêsu xu ngày thi hành chức vụ ngày giảng dạy và ngày muốn cứu mọi người ngồi với mọi người bao gồm cả những người xấu nết thì những người pharisee -si, thì ông giáo nói ôi cái ông này tại sao ông lại ngồi với những người như vậy nếu ông là một người giảng dạy luật pháp thì ông tại sao ông lại ngồi với những người như vậy đúng là ông phải ngồi nơi tổng thành chứ ông phải ngồi nơi những tổng thành ông phải ngồi những nơi cao trọng ông, đó, ông tiếp cận với những người cao trọng chứ ông ngồi chi với mấy người mà dơ bản đấy họ lấy làm lạ cái thấy chúa ngồi với những người đó Rồi ông Paulo ông cũng đồng tâm tình ông nói sao? Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối, tôi trở nên mọi cách cho mọi người à. Cho nên một đầy tới Chúa Paulo ông học một bài học rất lớn từ Chúa Giêsu đó là gì? Đó là hãy trở nên như mọi người để được mọi người cho nên đó lý do tại sao chú đến chú ngồi với người đàn bà Samari tại cái giếng Gia đó lý do tại sao Chúa ngồi với những người người xấu nét. Đó lý do tại sao Chúa vẫn ngồi với những người sẽ bán Chúa và phản Chúa. Vân vân. Cho nên khi, cái chứa khi nhường Chúa Giêsu đó là trở nên như mọi người. Không có hơn cao trọng gì. Không phải là tôi phải ngồi chỗ này. với người đó phải ngồi chỗ kia. Không có trọng. Ngồi đâu cũng được hết. Đi cái gì cũng được hết Như thế nào cũng được hết Đó chính là cái gương khiêm nhường của Chúa Giêsu. Nhưng mà tôi xin nhắc một điểm nhỏ ở đây Đó là cái hạ mình đó không phải là bán mình Hay là không còn là mình Không có nghĩa là chúng ta ngồi với những người đó Chúng ta trở nên Chứ họ hư thì chúng ta cũng hư Họ sai chúng ta cũng sai Chúng ta ngồi với họ Chúng ta gần gũi với họ, cảm thông với họ Nhưng chúng ta không bị đồng hóa giống họ Điểm thứ hai mà Chúa Giêsu Cái cách mà Chúa Giêsu xu khiêm Chúa Giêsu xu là gì? Đó là Ngài chủ động làm Bởi vì trong hai cái cụm từ là Bỏ mình đi và hạ mình xuống đó Thì đều có cái chữ Tự Ngài tự bỏ mình đi Ngài tự hạ mình xuống Tự có nghĩa là không ai bắt ép hết á nhưng ngài chủ động làm ngài chủ động làm chút chú đang đi thì từ miền nam lên miền bắc chú đi ngang qua vùng samari chú biết có một người đàn bà sẽ đến lấy nước Chúa lặn lội giữa trời chưa nắng tới gặp bà. Có ai bắt ép Chúa không? Thậm chí là các môn đồ còn nói là Chúa đi tìm chỗ nào ổn ổn, nghỉ ngơi đó. Để chúng con đi mua đồ ăn. Vậy đó mà Chúa lại tự không ai ủng hộ, không ai khen, không ai thấy. Hết. Mà cứ thế Chúa tự Chúa đi tới. Chúa ngồi với bà, làm chứng với bà. Ô một cái người đàn bà bị người ta xem thường Bao nhiêu năm nay tự nhiên có một người cao trọng ngồi với mình mà mừng lắm á. Rồi khi Chúa thấy các môn đồ cái tranh cãi sẽ có một người bán Chúa, sẽ có nhiều người phản Chúa và rồi anh em sẽ là những người thay Chúa gây dựng ngồi thánh. Chúa thương lắm. Cho nên Ngài bèn tự rửa chân. Cái cảm động á, cái tâm tình á và Chúa tự Chúa làm chứ không ai bắt ép hết. Cho nên tôi, rằng quý ông bà anh chị em, chúng ta khiêm nhường với những người xung quanh là có nghĩa là chúng ta trở nên giống họ, không có sự ngăn cách gì hết, gần gũi lắm. Và rồi, chúng ta chủ động làm, chúng ta chủ động làm chứ không có bị ai ép buộc, không phải diễn không phải là vì tôi đang ở vị trí này tôi phải vậy không, chúng ta chủ động làm, chúng ta tự làm và bằng cả trái tim yêu thương chúng ta khiêm nhường với mọi người, gần gũi với mọi người, hòa đồng với mọi người. Và rồi cái cuối cùng đó là gì? Không giới hạn. Không có giới hạn trong cái sự khiêm nhường. Trong cái đoạn Philip mà ông Phaolô nói về Chúa đó, thậm chí chết trên cây thập tự. Ngài tự hạ mình xuống văn phục cho đến chết, thậm chí là chết trên cây thập tự. Cái từ thậm chí có nghĩa là thậm chí có nghĩa là dù đến mức đó mà Chúa vẫn chịu đựng nó làm tôi nhớ đến cái câu kinh thánh Trong Ephesos đoạn 4 có 2 đó Phải khiêm nhường đến điều Khiêm nhường đến điều có nghĩa là không có giới hạn Anh em khiêm nhường tới mức nào Được mức nào thì Cố gắng tới mức đó Thậm chí chết trên cây thập tự Đến điều Khiêm nhường Khiêm tốn Nhường nhịn Đến điều Đó, hình như tôi không biết tôi kể câu chuyện này cho quý vị chưa có hai con dê chúng ta thường nghe câu chuyện là con hai con dê đi qua cái cầu ha hai con dê đi qua cái cầu rồi không nhường nhau cái rớt xuống ha cái câu chuyện này nó lại là câu chuyện khác có lẽ là bên châu âu cái à, con hai có hai con dê mấy con dê này thì khá hay leo núi giỏi lắm thì có một con dê trẻ con dê già một con dê trẻ và một con dê già thì cùng đi qua một cái 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 gờ núi thì hai con cùng đi và bây giờ chỉ có thể là phải có cách nào đó thì mới đi qua được thôi thì con về lớn tuổi hơn đó thì đây là gọi là chỉ là một câu chuyện thôi nó mới nói với con về trẻ đó thôi bây giờ bác kinh nghiệm hơn bác sẽ hạ mình xuống để con đi qua nha à, cái là cái con dê trẻ tuổi hơn nó đồng ý. Và cụ dê lớn tuổi mới hạ mình xuống để con dê nó bước lên. Khi chúng ta hạ mình xuống nó nó khó 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 để hạ mình xuống lắm. về cái tư thế, nhưng mà phải vì vì cái lợi ích chung để hạ mình xuống. Và bắt đầu, cái con dê con, con dê dê lớn nhỏ tuổi đó mới đi lên. Nó đạp chỉ đầu ổng một phát là bắt đầu ông cảm thấy nó hơi khó chịu rồi tự nhiên có ai đó đảm đầu mình cũng bắt đầu khó chịu chứ nhưng mà thôi mình 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 muốn vậy mà bắt đầu rồi bắt đầu con dê trẻ đó bắt đầu bước lên luôn cả người ông luôn hai chân trước nó thì đạp đến cái lưng hai chân sau thì đạp đến cái đầu của ông và ông không ráng chứ ông lớn tuổi rồi một cái cảm giác một ai đó đứng người mình rất là kỳ cục nhưng mà thôi ráng ồ mà sao nhưng mà bắt đầu một phút hai phút mà không thấy nó bước xuống không thấy nó bước xuống mà nó còn nhún là nhún nữa nó còn nhún là nhún nữa nói sao con nghe lớn tuổi nói sao không bước xuống thì dạ giờ con chưa biết làm sao xuống được con lên được mà con không biết làm sao xuống con sợ quá và ông nói con xuống mau đứng nó nhún rồi nhún rất là khó chịu ông nói phải xuống mau nó dạ con không biết xuống đứng như này tự nhiên con đứng như này con lại thấy sợ quá con thấy con thấy sợ quá không biết làm sao Gần đó, ông một phút hai phút sau ông chịu không nổi ông, ông khó chịu với cái cảnh đó cuối cùng chịu đựng không nổi thì ông mới vùng người một phát và thế là ông già lẫn em trẻ cùng rớt xuống núi đây chỉ là một câu chuyện vui thôi nhưng mà nó dạy chúng ta đến sự đến điều có những lúc khi chúng ta khiêm nhường chỉ như khi chúng ta khiêm nhường chúng ta sẽ cảm thấy có những tổn thương lắm. Cái 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 từ khiêm nhường đó quý con cái Chúa có một cái định nghĩa giải nghĩa trong kinh thánh nó dạy kinh đó, cái từ khiêm nhường nó còn có nghĩa là đơn độc. Đơn độc. Quý vị biết đơn độc có nghĩa là nhiều khi nó cô đơn nó không ai hiểu mình đâu. Chúng ta khiêm nhường tấm ra chịu đựng, nhiều khi mọi người nó phải thế này nè, phải thế kia nè nhưng mà rồi người khiêm nhường đó họ không được ai ủng hộ ấy còn nhiều khi khiêm nhường còn bị chính người thân của mình nói nữa kìa thiệt thòi lắm cho nên cái từ khiêm nhường còn có nghĩa là đơn độc Và khó chịu lắm quý vị theo thời gian cái điều đó nó khó chịu lắm nhưng mà xin chúa cho chúng ta khiêm nhường đến điều bởi vì sao bởi vì có thể những cái người đó những người đang làm chúng ta tổn thương đó có thể là bởi vì họ yếu đuối ngủ lạnh có thể vì họ thiếu sót cho nên chúng ta khiêm nhường để cảm thông cho anh em và cố gắng bền bỉ giữ hội thánh chúa cho đến cuối cùng chúng ta có thể mắc đi tất cả nhưng trong chúa chúng ta không mắc hội thánh chúa cũng sẽ không mắc khi chúng ta gây dựng bằng đời sống khiêm nhường cái hình ảnh cuối cùng mà tôi gửi đến quý vị đó Đó là cái câu kinh thánh mà Chúa nói đó Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường Nên hãy gánh lấy ách của ta Học theo ta Thì linh hồn các con sẽ được yên nghỉ Cái sự khiêm nhường nó sẽ giúp Chúng ta đi đến đích Và đi đến đích trong cái sự bình an và vui mừng Đi đến đích với sự bình an, thỏa lòng và vui mừng dù cảnh ngộ nó có như thế nào. Xin Chúa ban phước thật nhiều trên hội thánh của Chúa. Amen.